Đào tiên, một loại cây dân dã ở miền Tây, qua bàn tay tài hoa lão Đông này, chúng đã hô biến thành hình hồ lô, in chữ lạ mắt. Với vườn đào tiên này, mỗi dịp Tết, lão Đông này rủng rỉnh bỏ túi hơn 100 triệu đồng. Chủ nhân của khu vườn đặc biệt này là ông Võ Hồng Quốc, một nhà vườn ở Hậu Giang. Ý tưởng tạo hình hồ lô trên trái đào tiên được ông ấp ủ từ năm 2015, khi muốn tạo ra sản phẩm mới để phục vụ thị trường Tết. Từ những gốc đào tiên mọc dại quanh nhà, vốn không có giá trị về mặt kinh tế, mà chỉ được dùng để làm thuốc. Giờ đây, với mỗi trái đào tiên như thế này, giá bán có thể từ 300 đến 800 ngàn đồng một trái tùy loại. Khi mà mình tạo hình á, thì cái đó là một cái rất khó. Khó là mình phải kỹ càng, rồi mình phải làm chậm rãi, chứ nếu làm nhanh quá thì nó sẽ hư. Từ hồi ra bông tới thành trái khoảng 2 tháng rồi là bắt đầu nó thành trái rồi, khi thành trái rồi đó chừng bằng đầu ngón tay thì khoảng chừng một tuần thì nó sẽ mình tạo hình được. Khi tạo hình xong rồi đó là bắt đầu chừng 3 ngày là mình phải vô khuôn. Nếu không vô khuôn thì nó dột, nó hư, nó vô được. Để nặng được trái đầu tiên thành hình hồ lô thì không hề dễ dàng chút nào. Sau khi đầu tiên đậu trái được 1 tháng, nhà vườn sẽ tiến hành tạo hình hồ lô. Sau đó đặt khuôn để tạo phần chữ nổi tài lộc. Riêng khu vực tạo hình chữ được che kính, tránh ánh nắng rọi vào trực tiếp. Sau 3 đến 4 tháng, khi phần chữ nổi đã đầy khuôn là có thể thu hoạch. Do đặc trưng quả đầu tiên có da nhẵn, bóng, hình tròn, nên việc tạo hình làm sao để quả đầu tiên cân đối hình hồ lô hết sức quan trọng. Chỉ cần sơ suất nhỏ, bao nhiêu tâm sức của nhà vườn cũng mất trắng theo. Trái đào này tất nhiên là cái trái dân gian, cái trái từ cổ tới kim, hồi nào mình cũng không biết cái thời nào mà có nó. Cho nên mình làm cái trái này thì nó thấy nó đẹp. Nó đẹp hơn cái trái bưởi, cho nên mình phải tận dụng nó để mình làm. Khi mà người nhận được cái sản phẩm mà hồ lô đầu tiên của chú á, thì chú cũng cầu chúc, bởi vì nó có sẵn 2 chữ là tài lộc rồi, thì cũng cầu chúc cho những người tiêu dùng đó là được nhiều may mắn trong năm mới, được nhiều tốt đẹp. Trồng đầu tiên hồ lô không tốn nhiều chi phí như bưởi hay dưa hấu hồ lô, vì cây ít bệnh, không rụng trái và không bị sâu cắn phá. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo hình, thế nhưng do ảnh hưởng thời tiết bất lợi nên năm nay sản lượng đầu tiên hồ lô bị thất thoát hơn một nửa, chỉ còn khoảng 500 trái. Dù số lượng ít, nhưng năm nay đầu tiên hồ lô nhẵn bóng và chữ lên đẹp hơn so với những năm trước. Với giá bán dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng một trái tùy theo kích cỡ. Có lẽ giá tiền chỉ định một phần cho giá trị của tác phẩm, bởi đó là cả tâm sức và sự sáng tạo miệt mài của những lão nông chất phác. Thời điểm này, nhiều nông dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang tích cực chăm sóc bắp và cho vào chậu để bán Tết. Việc đưa cây lúa, cây bắp đi thẳng từ đồng vào nhà để chưng Tết được xem là nét mới lạ của nông dân, phản ánh những thông điệp rất ý nghĩa về sự đủ đầy và phát triển vươn xa. Chính vì thế, ngay khi vừa cho cây bắp lên chậu, nhiều thương lái cũng đã đến đặt cọc mua trước. Việc trồng bắp cũng khó khăn không khác gì các loại hoa kiểng, vì người trồng phải tính toán cho đúng ngày để cây ra hoa kết trái ngay trong những ngày Tết. Được biết, bắp được chọn để chưng trong ngày Tết phải là một cặp, mỗi cây có 2 trái và đang trổ cờ, chiều cao khoảng 2 đến 2,5 mét, lá to xanh tốt. Những ngày cận Tết, mỗi chậu bắp thường được bán với giá từ 100 đến 150.000 đồng một cặp. Kính thưa quý vị, ngay lúc này đây, khi mà về các vùng chuyên canh hoa Tết tại các tỉnh miền Tây, chúng ta bắt đầu gặp một không khí vô cùng rộn ràng. Những cảnh mua bán vận chuyển hoa, cây cảnh tấp nập trên dưới thuyền thì cũng khiến cho nhiều người nôn đến Tết. Tất bật đã là quá đúng rồi, bởi bao nhiêu công sức, tiền bạc của nhà vườn đều dồn hết vào những ngày tháng này. Nhưng mà không biết năm nay lượng hoa kiểng liệu có đa dạng như mọi năm hay không? Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến thăm một vùng chuyên canh hoa Tết tại tỉnh Tiền Giang quý vị nhé. Tết Nguyên Đán 2019, thành phố Mỹ Tho sẽ cung ứng gần 1,1 triệu giỏ hoa ra thị trường, tăng khoảng 100.000 giỏ so với năm trước. Chủ yếu là hoa cúc chiếm 80%, còn lại các loại hoa màu gà, hướng dương, hoa ly. Bên cạnh đó, địa phương cũng cung cấp ra thị trường trên 200.000 chậu hoa cảnh như mai vàng, sứ màu, hoa giấy. Tuy thời tiết có những giai đoạn bất thường, nhưng thiệt hại không đáng kể, giá cả cơ bản ổn định, không có biến động. Cái xã phường có sản xuất hoa thì dự kiến trong thời gian 15-16 âm lịch là đã có bán từ thực. Bán cái địa mà coi như là cái
thị trường để cung cấp hoa thì chủ yếu là ở thành phố Mỹ Tho, phục vụ cho cái chợ hoa thành phố và xuất đi ở các tỉnh cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì có quận 4, quận 8. Người trồng hoa ở Mỹ Tho hy vọng thời tiết thuận lợi, vụ hoa lớn nhất trong năm sẽ trúng mùa. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ chiều ngày hôm qua, ngày 17 tháng 1 năm 2019, đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Kỷ Hợi tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết. Và đáng nói là trong những ngày đầu, kiểm tra đơn vị này đã phát hiện tới 240kg chuối khô ép và 80kg cốm dẹp không có nguồn gốc, ngày sản xuất và hàng sử dụng. Đoàn đã yêu cầu chủ cơ sở tự tiêu hủy tất cả các sản phẩm vi phạm và cam kết không được tái phạm kinh doanh những mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng sử dụng. Cùng ngày, qua test nhanh một số mặt hàng thực phẩm được bày bán tại chợ như chả lụa, nem chay, bì căng chay, kết quả không phát hiện có chất hàng the và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Được biết, từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục thanh tra kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và các lễ hội như thịt, bia rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ quả, phụ gia thực phẩm, v.v. Thưa quý vị, do cần tiền tiêu xài, thỏa mãn cơn nghiện ma túy, hàng đêm thì đối tượng này đã cùng với đồng bọn chạy xe dọc theo nhiều tuyến lộ nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau để tìm sơ hở trộm xe máy. Và cũng với thủ đoạn trên, nhưng mà trong phi vụ mới nhất, nam thanh niên này đã bị bắt giữ. Đối tượng được xác định là Phan Hoài Nhân, 23 tuổi, ở Phước Thắng, xã An Phúc, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ông Đinh Văn Khởi ở ấp Minh Thịnh, xã An Phúc, huyện Đông Hải đến công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một chiếc xe máy. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện Đông Hải xác nhận Nhân là nghi can chính nên phối hợp với công an thị xã Giá Rai tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhân. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm một chiếc xe máy đã bị tháo bỏ biển kiểm soát, một mã tấu cùng nhiều phụ tùng xe bị tháo rã để lấy phụ tùng. Ngoài ra còn có nhiều công cụ dùng để bẻ khóa. Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận với thủ đoạn trên, trong thời gian ngắn, Nhân cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Đông Hải và thành phố Cà Mau. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm do Nhân cầm đầu. Kính thưa quý vị, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà một người cha ở tỉnh Kiên Giang lại có thể nhẫn tâm giết chết con ruột của mình. Và chỉ vì chiếc tivi bị bể mà người cha sau khi say rượu về đã chửi mắng con trai lớn lúc đêm khuya. Xô xát đã xảy ra, cậu con trai út cố ngăn cản thì đã bị người cha dùng cây đánh chết. Liên quan đến vụ việc này thì vào chiều ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân của tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Dương Thanh Tùng, 48 tuổi, ngụ tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, Kiên Giang, một bản án thích đáng. Sau đây là chi tiết tại tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2019, Tùng đi nhậu về rồi kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Trong cơn say, Tùng đã chửi Dương Văn Sáng là con trai lớn của Tùng vì cho rằng Sáng làm bể chiếc tivi của gia đình. Thấy cha có căng thẳng, Sáng và Dương Văn Triều, cả hai là con trai lớn của Tùng, đã khống chế Tùng với mục đích không cho quậy nữa, nhưng đã bị Tùng chống cự nên cả hai bỏ chạy. Trong lúc tức giận vì bị con khống chế cùng với hơi men còn trong người, Tùng ra sau nhà lấy khúc tràm đi tìm Sáng và Triều để đánh nhưng không thấy. Lúc này Dương Thanh Nhàn, 14 tuổi là con trai út của Tùng, chạy theo giữ cha lại, đánh trúng vào đầu bị chấn thương sọ não và tử vong trên đường đến bệnh viện. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tùng 9 năm tù về tội giết người. Dẫu biết rằng thảm án này không có động cơ từ trước, đơn giản chỉ là hành động bộc phát trong lúc nóng giận, nhưng với những gì đã gây ra trong cơn say, có lẽ bản án nặng nề nhất đối với người cha này chính là nỗi dằn vặt đến suốt đời. Cài số, phanh tay và xuống xe, đây là những nguyên tắc sống còn khi mà chúng ta đi qua phà và ở bất kỳ đâu cũng được thông báo liên tục. Thế nhưng vì sự chủ quan, vì lười mà nhiều tài xế vẫn phớt lờ dẫn đến những tai họa thương tâm đã xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cũng vì bỏ qua các nguyên tắc an toàn này mà vào chiều qua ngày 17 tháng 1 thì một chiếc xe tải dù đã tắt máy nhưng vẫn bất ngờ tự chạy về phía mũi phà, hút văng móc an toàn cửa rào chắn rồi lao thẳng xuống dòng sông Hậu. Và một điều đáng nói là trên xe lúc này vẫn còn hai cha con của tài xế. Sau khi rơi xuống sông thì người cha biết bơi nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, cậu con trai thì đến nay vẫn mất tích. Cụ thể của vụ việc thương tâm này như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi chi tiết.
Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 1 năm 2019, ông Huỳnh Thanh Sơn sinh năm 1969, cư trú khóm Long Thị D, phường Long Thành, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 61C11318 chở trái cây đi từ thị xã Tân Châu qua phà Châu Giang đi thành phố Châu Đốc. Trên xe có chở Huỳnh Thanh Danh, sinh năm 2000 là con của ông Sơn. Khi phà di chuyển khỏi bờ được 2 mét thì bất ngờ xe ông Sơn tự chạy về hướng mũi phà và rơi xuống sông Hậu. Hậu quả ông Sơn bị thương do vùng vẫy thoát ra ngoài và cố tông cửa để cứu con trai. Tuy nhiên, vì sự việc diễn ra quá nhanh và Danh không biết bơi nên đã thất bại. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân và điều tra làm rõ vụ việc. Lâu nay, nếu những ai hay xem các bộ phim của Mỹ thì sẽ thấy tại các cây xăng thường không có một bóng nhân viên nào. Thay vào đó, khi có nhu cầu, lái xe sẽ xuống, quẹt thẻ và tự đổ xăng để tiếp tục hành trình. Và với mô hình này thì người bán sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhân công. Trong khi đó thì người mua cũng sẽ hưởng mức giá bán thấp hơn, không phải mang theo tiền mặt và hơn hết là không phải sợ bị nhân viên cây xăng gian lận. Một vấn nạn vốn khá phổ biến ở Việt Nam, thưa quý vị. Quả thật là rất tiện lợi đúng không nào? Vậy thì tại sao chúng ta lại không đổ xăng kiểu Mỹ ngay tại Việt Nam? Nào, ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với mô hình tự động hóa bán lẻ xăng vừa được áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, xem có gì đặc biệt quý vị nhé. Mặc dù có sự hướng dẫn của nhân viên cây xăng, nhưng anh Trương Nguyên Vũ vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên trải nghiệm dịch vụ đổ xăng tự động. Dù vậy, anh Vũ vẫn cảm thấy dịch vụ này rất thú vị, bởi được chủ động lựa chọn lượng xăng cần đổ, không phải trả tiền mặt, đỡ mất thời gian chờ nhân viên nhận tiền hoặc trả lại tiền thừa. Nó rất là tiện, mình chủ động được số tiền mình muốn đổ bao nhiêu, không cần phải nói với nhân viên cây xăng tôi bao nhiêu đấy. Thì bây giờ mình tới, mình thích đổ bao nhiêu thì mình cứ bấm vào thì mình đổ. Bất tiện cái là không sử dụng được thẻ Visa với Mastercard, chỉ xài thẻ ATM. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1, 11 cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức áp dụng mô hình tự động hóa bán lẻ xăng dầu. Khách hàng tự tay điều khiển lệnh bơm xuất xăng dầu và thanh toán tiền mua hàng thông qua màn hình cảm ứng được lắp đặt ngay tại các trụ bơm, có thể thanh toán ngay bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ xăng dầu Lexicard của Petrolimex. Ở mỗi điểm đổ xăng tự động đều có 3 đến 4 trụ bơm xăng được kết nối với máy chủ, đảm bảo tính minh bạch, an toàn trong giao dịch đổ xăng của khách hàng. Ở Việt Nam mình cũng có cái gọi là cái thật xấu, đó là mấy cái xăng người ta hay gian lận, cho nên là mình tự đổ, mình tự biết nó như thế nào, mình chủ động được, cho nên là sẽ tránh được cái tình trạng là đổ xăng gian lận. Trước mô hình đổ xăng tự động này, tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã áp dụng hình thức thanh toán bằng thẻ thay vì dùng tiền mặt. Song vẫn có nhân viên phục vụ bơm xăng và hướng dẫn thanh toán. Mô hình mới áp dụng nâng cao hơn các tính năng theo xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, do thói quen lâu nay nên không ít khách hàng cho rằng hiện đại lại sinh thêm bất tiện. Tài xế nó cũng coi như tranh thủ thời gian nhanh gọn lẹ, chỉ thấy đưa tiền và xong rồi cứ vọt lên xe là đề máy rồi đi thôi. Còn cái này là vô phải bấm nút này nọ. Những thao tác nếu mà không dù mình không biết thao tác thì nó mất thời gian. Đổ xăng tự động là dịch vụ thường gặp ở nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hạn chế tiền mặt trong giao dịch, giảm bớt nhân công mà vẫn đảm bảo an toàn, minh bạch và thuận lợi cho người sử dụng. Để mô hình mới mẻ này trở nên phổ biến trong đời sống tại nước ta, cần phải thêm nhiều thời gian để mạnh tuyên truyền, cải tiến dịch vụ thẻ thanh toán cũng như phủ rộng các điểm đổ xăng tự động cho người dân sử dụng.